Một trong những chiến thuật sở trường của đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là khả năng tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu của trận đấu để giành lợi thế sớm. Điều này đã được thể hiện rõ ràng tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Ngoại trừ trận chung kết với U23 Indonesia mà U23 Việt Nam hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu, đội bóng của chúng ta đã ghi bàn sớm trong tất cả 3 trận đấu còn lại. Trong trận đấu với U23 Lào, phút thứ 23 đã chứng kiến một pha phản lưới bàn của cầu thủ đội bạn Fenerbahce. Trận gặp U23 Philippines, Nguyễn Hữu Tuấn đã đưa U23 Việt Nam dẫn trước với một pha lập công ở phút thứ 18. Thậm chí, trong trận bán kết, Đinh Xuân Tiến đã xuyên thủng mảnh lưới U23 Malaysia chỉ sau 8 phút bóng lăn. Chiến thuật tấn công sớm đang được xem xét và chuẩn bị cho trận đấu với U23 Mông Cổ. Mặc dù chỉ có một điểm từ vòng loại U23 châu Á, U23 Mông Cổ vẫn là một đối thủ khó chơi khi họ đã làm khó các đội mạnh như Saudi Arabia và Lebanon. Để thực hiện chiến thuật tấn công từ đầu, U23 Việt Nam cần một hàng công đồng thuận và linh hoạt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể lựa chọn bộ ba trẻ Đinh Xuân Tiến, Thanh Nhàn và Quốc Việt để đảm bảo sự hiệu quả. Đinh Xuân Tiến đã giành danh hiệu vua phá lưới tại giải U23 Đông Nam Á 2023, còn Quốc Việt từng ghi bàn tại giải U20 châu Á 2023. Trong khi đó, Thanh Nhàn đã tỏa sáng tại giải hạng nhất 2023. Nếu có được lợi thế sớm, U23 Việt Nam có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng khoảng trống trong phần sân đối thủ để tạo ra cơ hội ghi bàn. Điều này đã được thể hiện trong trận đấu với U23 Malaysia hồi tháng 8 khi U23 Việt Nam đã dẫn trước 3-0 sau hiệp 1. Thái Sơn và Đức Việt, cặp tiền vệ quen thuộc, cũng sẽ đóng góp để hỗ trợ hàng công của đội tuyển.